À, xin chào các bạn, mình là Tama. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về căn phòng lắp ráp của Doraemon và Nobita. Bản thân mình thì mình rất thích căn phòng này tại vì nó gắn liền với tuổi thơ mà đó, khá là dễ thương. Giờ còn nhiều ngôi nhà khác nữa. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên có 3 miếng nè. Này là miếng sàn. Này là tường. Cái này là tường. Thì chúng ta sẽ dán sàn. Dán tường. Ok, bắt tay thôi. Everywhere, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
Yeah.
Good.